hai. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bodyo, mình Vito Lao, chào với Lao Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chiến Bên Lề. Đây là cáp kèo và cáp kèo. Mặc dù trời mưa gió lầy lội, rất lầy lội. À, Hoàng Di cọp gò sòi và thi libero quận 6, 12m5. À, bên kia là mã cha so 9m nha các bạn. Mã cha so 9m. Các bạn hãy chờ xem ai sẽ vào bờ dưới trời mưa bão lòi lại. Kèo rất khó khăn cho bên hai. Một pha tự sát tạo lát của Hoàng Di cọc rồi rồi. Còn đây là các cầu thủ đang bàn bạc về Euro. Euro. Ba đều hay gì? Tỷ số ba đều. Nè. Đây, có hai. Anh nằm dưới hai. Dở rồi thôi, chơi đâu có biết kèo đâu anh. Em mới vui thôi, chơi trái đâu, em có biết đâu. Tỷ số là 3-3. Quá ghê cho mã cha so. 4-3. Liếp rồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai bôi gel nóng lạnh 105.000. Còn chai xoa bóp đầu mỏi vai gáy 145.000 các bạn. À, xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Rồ và Liếp Rồ. Khán giả đang ẩn nấp bên trong. Còn đây là các cụ binh của gò sòi. 4-3, buôn bay. Không thể dễ dàng nhai mã cha so đâu các bạn à. Các bạn thấy không, mặc dù mã cha so trời mưa gió lầy lội, mã cha so vẫn ra sân là các bạn biết như thế nào đây. Không hề đơn giản đâu, lụm mã cha so được đâu. Dò gà cho Hoàng Di, mã cha so quá hay. Bóng ra ngoài. 4 đều. Buôn. Đây, à, sân 12m còn thêm 5 tắc dây nữa các bạn, là 12m5 nha, 12m5. 4 đều. À, Hoàng Di lúc này chiên về kỳ hơn đầu dò. Hoàng Di đang luyện công. Đẳng cấp của Hoàng Di đã lên tiếng. 5-4. Hoàng Di đang luyện công để đấu với Leo. Leo và Chelen, hãy đợi đây. 1 năm nữa thôi. 1 năm nữa thôi. Hoàng Di sẽ gặp Chen Len và Liu. Đây là Hoàng Di cọc rồi sòi. 1 năm nữa thôi. Hiện tại bây giờ là 2024. Mùa hè 2025. Các bạn hãy chờ xem Hoàng Di cọc rồi sòi sẽ gặp Chen Len và Liu. Hoàng Di đang học tiếng Campuchia. Liu và Chen Len. Quá đẹp cho mã cho sò bóng ra ngoài. 5-4. Mã cho sò đang thấm mệt rồi. 6-4. Xin lỗi các bạn, lo tào lao quá. 6-4 rồi. Tỷ số đang là 6-4 nha các bạn. Các bạn thấy không, sân bãi mặc dù trời mưa ngập nước như thế này. Sân trong cũng vậy đây. Đây, sân trong cũng ngập nước và sân ngoài cũng thế. Đam mê và đam mê. 6-4. Kiếm cơm và kiếm canh rất khó khăn các bạn ơi. Bảy bốn nghiêng về cho Thi Béo và Hoàng Di. 7-4. Nếu tình hình đánh như thế này thì có cảm giác như mã cho so bế tắc rồi. 8-4.
Nếu tình hình như thế này thì Mã Cha So thật sự bế tắc rồi các bạn ơi. Rambay Bun 84. Thì ta bây giờ là 17 giờ. Xung quanh toàn một màu xám của bầu trời ngày hôm nay. Đây là Hoàng Di Cập rồi rồi. Thì ta bây giờ là tháng 6 2024. Tháng 6 2025, Chen Len và Leo hãy đợi đây. Leo và Chen Len hãy đợi Hoàng Di. Dò gà cho thầy. Lậm ban. Trên bông. Mã Cha So bất lực rồi các bạn ơi. 94. Cáp kèo và cáp kèo. 14. 14. 11-4. Hầu như Mã Cha So đã bất lực thật sự rồi các bạn à. 3 mét từ anh ra là 3 mét. Cáp kèo và cáp kèo. Mã Cha So buông cái bàn ra. Mã Cha So không còn là Mã Cha So nữa các bạn. Mã Cha So chỉ có cái bàn rồi. Cái bàn Mã Cha So rất là hại. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Hoàng Di Cập rồi rồi. Và thi Libro quận 6 kết liễu Mã Cha So 12-4. Quá xa và quá xa. Rồi Mã Cha So đang cáp kèo và cáp kèo. Mã Cha So rất dễ dàng các bạn. Mỗi khi Mã Cha So lâm trận thì Mã Cha So không bao giờ ra khỏi sân đâu. Lúc nào cũng vậy. Còn Mã Cha So chiến thắng thì Mã Cha So luôn rụt rè với các đối thủ. Rồi một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Xem bóng vui vẻ và vẻ vội. Cáp kèo và cáp kèo. Còn phía bên trong chúng tôi là các cao thủ đang ẩn núp.